Thương Tín sức khỏe yếu ớt, liên tục lộ diện tiều tụy như ông cụ khiến dân tình ngỡ ngàng. Nghệ sĩ Thương Tín là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả thông qua các tác phẩm đình đám vào những năm thập niên 90. Dù là người từng có quá khứ lừng lẫy, song đến nay, nam nghệ sĩ lại đối diện với cuộc sống cơ cực tuổi xế chiều. Ông từng được nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi kêu gọi quyên góp hơn 800 triệu đồng, vậy mà trong một thời gian ngắn số tiền này đã bốc hơi nhanh chóng. Sau đó nam diễn viên còn đấu tố với Trịnh Kim Chi, cho rằng nữ diễn viên đã nhập nhằng chuyện tiền bạc. Sau loạt ồn ào, Thương Tín dường như im lặng hơn trước và về quê ở ẩn. Tuy nhiên, vào tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh mới nhất của Thương Tín. Ở thời điểm hiện tại, ngoại hình của ông xuống cấp thấy rõ và tiều tụy hơn hẳn. Cộng đồng mạng xót xa khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi, thần thái kém sắc hơn hẳn. Cách đây không lâu, Thương Tín cũng xuất hiện trong clip của nhạc sĩ Tô Hiếu. Trong loạt ảnh, nam diễn viên cũng hốc hác và hom hem, gương mặt ngày càng mất sức sống. Không ai có thể tin nổi đây chính là nam diễn viên từng là người tình trong mộng của biết bao khán giả nữ cho Yêu Phim Việt. Thương Tín từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám. Tại thời kỳ đỉnh cao, nghệ sĩ Thương Tín là cái tên liên tục được săn đón và các nhà làm phim liên tục chọn mặt gửi vàng. Thậm chí có năm Thương Tín đóng tới 12 vai chính. Cũng chính từ đó mà nam diễn viên sở hữu khối tài sản khủng thuở bấy giờ. Thế nhưng Thương Tín lại ngày càng sa đọa và đánh mất phong độ của bản thân, khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của nam nghệ sĩ vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.